Các em thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 5 sách Kết nối tri thức bài 16 các đơn vị đo diện tích tiết 1. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán lớp 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán lớp 5 sách Kết nối tri thức bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là các em vào phần khám phá, các bạn trao đổi với nhau. Mai thắc mắc tại sao lại có nhiều đơn vị đo diện tích? Theo Việt thì do xung quanh ta có những vật với diện tích nhỏ và cũng có những khu vực với diện tích rộng. Như vậy cần phải có nhiều đơn vị đo diện tích khác nhau sao cho phù hợp. Để cụ thể chúng ta vào phần nội dung chính của bài hôm nay. Các đơn vị đo diện tích đã học. Các đơn vị đo diện tích đã học thì chúng ta lấy mét vuông làm chuẩn. Có những đơn vị lớn hơn mét vuông và có những đơn vị bé hơn mét vuông. Ở đây các em chỉ cần nhớ cho thầy giáo. Các đơn vị đo diện tích được viết theo thứ tự giảm dần. Ki lô mét vuông, héc ta, mét vuông, deci mét vuông, cm vuông, rồi mới đến mm vuông. Giữa héc ta và mét vuông còn một đơn vị nữa mà chúng ta chưa được học. Đó chính là deca mét vuông. Nhưng thầy giáo vẫn thêm vào để cho các em dễ nhớ. Thêm vào cho dễ nhớ. Như vậy đối với bảng đơn vị đo diện tích thì các em chỉ cần học thuộc cho thầy giáo thứ tự như thế này thì chúng ta có thể đổi được tất cả các đơn vị đo diện tích từ đơn vị lớn ra đơn vị bé hoặc là ngược lại. Rồi ví dụ các em muốn đổi 1 km vuông ra hecta thì trước hết là các em viết số 1 vào cột km vuông. Các ô còn lại thì mỗi ô ứng với 2 chữ số 0. Được chưa? Như vậy là 1 km vuông bằng 100 hecta. Các em nhớ nha, trong bảng đơn vị đo khối lượng và bảng đơn vị đo độ dài thì mỗi ô nó chỉ ứng với 1 chữ số 0 thôi. Còn trong bảng đơn vị đo diện tích thì mỗi ô nó ứng với 2 chữ số 0. Tức là hai đơn vị đo liền kề nhau, nó hơn kém nhau là 100 lần. Được chưa? 1 km vuông bằng 100 hecta. Nếu đổi ngược lại thì các em chỉ cần chia cho 100. Đổi ngược lại từ hecta ra km vuông thì các em lấy số đo chia cho 100. Đổi ngược lại ta chia cho 100. Ví dụ muốn đổi 1 hecta ra km vuông thì ta lấy số 1 này chia cho 100 bằng 1/100 km vuông. Rồi tương tự 1 hecta bằng 100 deca mét vuông bằng 10.000 mét vuông. 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Nếu muốn đổi ngược lại thì ta lấy số đo chia cho 10.000. Muốn đổi ngược lại từ mét vuông ra hecta thì các em chia cho 10.000. Ví dụ muốn đổi 1 mét vuông ra hecta thì ta lấy số 1 này chia cho 10.000. Được chưa? Rồi tiếp theo là 1 mét vuông bằng 100 deci mét vuông. 1 mét vuông bằng 100 deci mét vuông. Nếu đổi ngược lại từ deci mét vuông ra mét vuông thì các em lấy số đo chia cho 100. Ví dụ muốn đổi 1 deci mét vuông ra mét vuông thì các em lấy số 1 này, các em chia cho 100. Được chưa? Để cụ thể hơn các em vào phần hoạt động. Hoạt động 1, chọn câu trả lời đúng. Mai và My vừa làm một ngôi nhà bằng bìa cứng Mặt sàn của ngôi nhà có dạng hình vuông với diện tích là 4 mét vuông. Diện tích mặt sàn của ngôi nhà đó tính theo đơn vị đề cm vuông là A, B, C hay là D. Các em chọn đáp án đúng. Muốn biết đáp án nào là đáp án đúng thì các em phải đổi 4 mét vuông bằng bao nhiêu dm vuông. . 4 mét vuông thì các em viết số 4 vào cột mét vuông. Rồi, mỗi ô ứng với 2 chữ số 0. 4 mét vuông bằng 400 dm vuông. Các em chọn đáp án D. Rồi, tiếp theo là các em sang phần hoạt động 2. Các em điền số thích hợp A, B, C. Rồi, để làm được bài này thì trước hết là các em phải cần nhớ được cho thầy giáo thứ tự các đơn vị đo diện tích như thế này. Các em chỉ cần nhớ được thứ tự các đơn vị đo diện tích như thế này thôi là xong. Câu E, 5 km vuông bằng 500 hectare. 12 mét vuông bằng 1.200 dm vuông. 6 dm vuông bằng 600 cm vuông. Câu B, 600 hectare bằng bao nhiêu km vuông? Đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn thì trước hết là các em phải nắm được một đơn vị lớn bằng bao nhiêu đơn vị bé. 1 km vuông bằng 100 hectare. Nếu đổi ngược lại từ hectare ra km vuông thì các em phải chia cho 100. Chia cho 100 tức là bớt đi 2 chữ số 0 tận cùng. Các em bớt đi 2 chữ số 0 ta được 6. Rồi, tương tự chỗ này. Trước hết là các em phải nắm được 1 mét vuông bằng 100 dm vuông. Đổi ngược lại thì các em phải chia cho 100. Tức là bớt đi 2 chữ số 0 tận cùng, ta được 25. 1 dm vuông bằng 100 cm vuông. Nếu đổi ngược lại thì các em phải chia cho 100. Tức là bớt đi 2 chữ số 0 tận cùng, ta được 9. Rồi, câu C. Chỗ này là đổi ra dm vuông thì 5 dm vuông các em giữ nguyên. Ta chỉ cần đổi 2 mét vuông bằng 200 dm vuông. 200 cộng thêm 5 bằng 205. Rồi, chỗ này là đổi ra mm vuông thì 4 mm vuông các em giữ nguyên. 40 cm vuông bằng 4.000 mm vuông. 4.000 cộng thêm 4 bằng 4.004 mm vuông. Tiếp theo là 615 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu dm vuông? Rồi, trước hết là các em đổi ra mét vuông. 1 mét vuông bằng 100 dm vuông. Nếu đổi ngược lại từ dm vuông ra mét vuông thì các em phải chia cho 100. Ta lấy 615 chia cho 100. Được chưa? 615 chia cho 100. Ta được kết quả là 6 và dư 15. 6 tức là 6 mét vuông. Dư 15 tức là còn dư 15 dm vuông. Bài tập số 3, chọn câu trả lời đúng. Biết mặt bàn học của Việt có dạng hình chữ nhật. Diện tích mặt bàn đó khoảng A, B, C hay là D. Rồi, đây là bài toán ước lượng về diện tích. Cụ thể là các em ước lượng diện tích mặt bàn học của Việt có dạng hình chữ nhật. Đối với dạng toán này thì trước hết là các em phải ước lượng chiều dài và chiều rộng của mặt bàn nó là bao nhiêu. Từ đó các em ước lượng diện tích. Các em dựa vào thực tế thôi. Mặt bàn học thì có chiều dài và chiều rộng của mỗi mặt bàn nó khác nhau, nó không giống nhau. Thì các em ước lượng chung thôi. Chiều dài các em ước lượng nó khoảng 90 cm hoặc là 100 cm hay là 120 cm. Các em ước lượng nó lên cao một chút không sao. Chiều rộng các em ước lượng khoảng 60 cm chẳng hạn. Thì khi tính diện tích của cái mặt bàn hình chữ nhật này, các em lấy chiều dài nhân chiều rộng. 90 x 60 thì nó bằng 5.400 cm vuông. 5.400 cm vuông. Ở đây không có số đo nào phù hợp. Vậy các em đổi ra dm vuông. Thì ta được là 54. Đổi ra dm vuông thì các em chia cho 100 bằng 54 dm vuông. Thì ta thấy là đáp án B thì nó phù hợp hơn. 50 với 54 nó khoảng đúng không? Đáp án B nó phù hợp hơn. Các em chọn đáp án B. Rồi như vậy là bài học hôm nay là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.